Mình cho cả nhà xem sầu riêng có trái ngoài nhánh ngoài ngọn nha cả nhà. Đây mình chổi bằng cây trúc nè. Mình để thử cả nhà. Mà trái cũng rất là bự to luôn. Trọng lượng khoảng 4 kg nha cả nhà. À, cái đùm bên đó là 3 trái ha. Còn cái đùm còn đây thì trái đơn nha cả nhà. Một trái. Thì mình để thử cả nhà, nó trái vẫn lớn bình thường nha cả nhà. Mà nó rất là quằn luôn nha cả nhà ơi. Đây mình mắc chổi cây trúc chùm mấy cả nhà ha. Thì hơi bị trái nữa nha cả nhà. Mình thấy để ngoài ngọn cả nhà, cái nhánh vẫn cái lá nó vẫn bình thường, vẫn nuôi trái bình thường nha cả nhà. Nó có chết đi chăng nữa là chết cái trong cái nhánh mà nó mang trái cái cuốn cả nhà, thì nó chết nhánh đó thôi. Còn ngoài ra nhánh bự thì nó vẫn lớn bình thường nha cả nhà. Nó không có bị chết. Thì mình thấy mùa sau thì mình sẽ để nha cả nhà, mùa sau mình sẽ để hết. Nếu có trái ngoài hơi ngọn mình để nửa tầng trở dưới nha cả nhà. Mình không có để ngoài trên đọt. Trái bự khủng khiếp cả nhà. Cái này giống cây sáo nha cả nhà. Quan trọng là mình sẽ chổi, nếu mà không chổi là nó sẽ tét hết nha cả nhà.